Thị trường điều chỉnh, siêu cổ phiếu xuất hiện. Hôm nay chúng ta chứng kiến một cái phiên giao dịch rất là thú vị của thị trường khi mà thị trường nó bắt đầu có những cái yếu tố về bán đầu phiên và cuối phiên có yếu tố rút chân ở một số cái nhóm ngành. Đặc biệt, nếu hôm nay mọi người để ý kỹ, anh chị sẽ nhận ra một cái vấn đề của thị trường thời điểm hiện tại, và không phải thời điểm hiện tại mà nó đã kéo dài trong suốt khoảng một tháng nay rồi. Đó là gì cả nhà? Đó chính là cái dòng chứng khoán, nó là một cái dòng rất đặc biệt. Cứ mỗi lần thị trường chung xuất hiện những cái cú điều chỉnh, những cái cú rung lắc thì rõ ràng anh chị sẽ thấy dòng chứng khoán nó lại sinh ra, nó lại kéo cái thị trường này đi lên bằng những cái cổ phiếu mang tính chiến lược. Vậy hôm nay cũng là một cái phiên không ngoại lệ, và thị trường của chúng ta nó đang trong cái trạng thái nào? Các cổ phiếu có khả năng tăng bằng lần trong cái giai đoạn sắp tới ra sao? Thì mời anh chị đón xem và theo dõi thật là kỹ cái video này, và anh chị nhớ giúp em là hãy coi hết cái video này nhé. Cũng chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc ông Toàn Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ đi cùng với nhau để nghiên cứu cái thị trường này, xem con sóng này nó đi tới đâu rồi, hiện tại đang trong giai đoạn nào và sắp tới sẽ ra sao anh chị nhé. Điều đầu tiên khi mà nói về thị trường thì nhắc đi nhắc lại cho anh chị một cái vấn đề: thị trường của chúng ta là một cái vùng dao động biên độ thu hẹp. Và trong các video trước, cái video này, này em có chia sẻ cho anh chị một cái bí mật ai cũng biết, đó là gì? Đó là em nói là thị trường này vào sóng rồi, chứ không còn là cái gì, không còn là một cái thị trường sideways đi ngang nữa. Và bản chất anh chị nhìn thấy thời điểm hiện tại, bối cảnh hiện tại, khi thị trường nó tạo ra những cái yếu tố về rung lắc thì gần như cuối phiên nó sẽ kéo lên. Thì đây là một trong những cái hiện tượng rất quan trọng của một cái con sóng. Sóng nào cũng vậy anh chị, đầu phiên nó là gì? Đầu phiên nó là đỏ, cuối phiên nó là xanh, và trong 10 phiên liên tục mà chỉ cần xảy ra khoảng 7 phiên đỏ đầu phiên cuối phiên xanh thì đó chính là sóng. Mà thời điểm hiện tại nó đang là 4 phiên sau cái phiên xác nhận tạo ra một cái gap phía dưới, đúng không? Và cái trạng thái tâm lý thời điểm hiện tại thì em thấy đa phần người ta hay phân tích cái thị trường thời điểm hiện tại nó đóng vai trò là gì? Đứng dưới cái đường MA bao nhiêu? MA 200, nên nó xảy ra cái quá trình điều chỉnh. Nhưng mà mọi người chú ý giúp em, cái mô hình thị trường thời điểm hiện tại là cái dạng mô hình về lượng cung, và cái mô hình lượng cung đó chính là cái quá trình tích lũy hướng xuống của cổ phiếu. Và khi cái thị trường này tích lũy hướng xuống như thế này thì thường khi thị trường nó đi lên nó sẽ gặp phải một cái lượng cung tiềm năng. Cái lượng cung nó đến từ những cái nhà đầu tư kẹp hàng phía bên tay trái, phía bên trên, phía vùng 1080, 1090, 1100, thậm chí là 1120, và rất nhiều những cái vùng gọi là cái vùng kháng cự, đúng không? Còn một cái lượng cung nữa mà em rất thích cái lượng cung này, đó là lượng cung gì anh chị? Lượng cung chốt lãi non, lượng cung bán tháo của những cái nhà đầu tư cá nhân thời điểm hiện tại. Khi mà họ nhìn về những cái vùng kháng cự về tâm lý, ví dụ như là 1080 hoặc là 1100 hoặc là 1120, thì đa phần họ sẽ có một cái xu hướng, đó chính là gì anh chị? Sợ thị trường chung điều chỉnh. Và khi sợ thị trường chung điều chỉnh thì thường làm gì? Bán tháo cái sợ thị trường chung điều chỉnh. Đấy, và khi bán ra thì mọi người nhìn giúp em đây, thị trường thời điểm hiện tại nó cứ đỏ lừ như vậy ạ. Hôm nay em có rất nhiều những nhà đầu tư nhắn tin hỏi liệu có nên bán cái cổ phiếu thời điểm hiện tại hay không, thì câu trả lời của em vẫn đơn giản là thị trường này vào sóng rồi, chúng ta phải cố gắng giữ lại các cổ phiếu mang tính chất chiến lược. Và cái cổ phiếu mang tính chất chiến lược thời điểm hiện tại là gì anh chị? Là gì? Như hôm nay em có nói một cái câu trong room, đó là gì? Là chúng ta đánh những cái cổ phiếu mà khi thị trường chung điều chỉnh thì dòng chứng khoán là cái dòng kéo thị trường đi lên, đúng không? Còn khi thị trường chung đi ngang thì lại là cái dòng benny của thị trường, nó tạo ra cho chúng ta những cái vùng siêu lợi nhuận. Nghĩa là khi chúng ta đang tham chiến trên thị trường này dưới góc nhìn về nắm giữ cổ phiếu về chứng khoán kết hợp với cái việc mà tấn công ở cái phân khúc benny, thì rõ ràng chúng ta đang tạo ra một cái hiệu quả tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Và cái video về những cái cổ phiếu benny em đã chia sẻ cho chị ít nhất là 2 tuần trở lại đây rồi, 2 hoặc 3 tuần gì đó em không nhớ nữa. Và khi mà 2 với 3 tuần trước thì đó chính là chân của một cái con sóng benny. Và xin nhắc lại cho nhà đầu tư một cái vấn đề nữa rất quan trọng, đó chính là từ cái lúc thành lập kênh YouTube ông Toàn Vlog đến nay, tôi chỉ có nhắc đến 2 lần về con sóng của benny. Lần thứ nhất đó chính là đại sóng năm 2021 vào tháng 8 2021 của Benny, sóng to nhất mọi thời đại, và thời điểm vừa rồi, thời điểm hiện tại. Đấy, chỉ có 2 thời điểm thôi anh chị. Nên là mọi người phải hiểu là khi thị trường chung ở thời điểm hiện tại nó chỉ nằm trong một cái giai đoạn một của sóng thôi. Cái này là em chia sẻ này. Đấy,
Thứ nhất, thị trường của chúng ta đang nằm trong cái giai đoạn 1. Giai đoạn 1 đó chính là cái giai đoạn sau tích lũy khởi tạo sóng, chính là cái giai đoạn đi lên đầu tiên của sóng. Và trong cái giai đoạn đi lên đầu tiên này thì cái thị trường chắc chắn nó sẽ không đi lên thanh thoát và mạnh mẽ được, mà lúc nào nó cũng sẽ đi lên chững lại, đi lên chững lại. Và nó khi mà nó không mạnh anh chị, thì đa phần các trạng thái của cổ phiếu và thị trường đó là gì? Là bùng nổ lên. Bùng nổ lên này, đây là điểm bùng nổ lên này, tạo nền đi ngang. Ở đây nó bùng nổ lên, nó sẽ tạo một cái vùng nền đi ngang. Rồi tiếp theo là gì? Nó tạo vùng nền đi ngang, nó lại tiếp tục bùng nổ lên, tạo vùng nền đi ngang. Từ đó nó kiến tạo cho thị trường các mô hình về nâng nền giá. Nâng cho đến khi nào chị? Cho đến khi các nền giá nó tiệm cận ở vùng đỉnh. Như dòng chứng khoán thời điểm hiện tại, tí nữa em sẽ đi phân tích cũng như một số cổ phiếu dòng ngân hàng để cho mọi người nhìn được cái nền giá thời điểm hiện tại của các dòng, các ngành nó đang có xu hướng nâng dần lên. Và khi nâng dần lên như vậy thì các cổ phiếu lớn, những cái cổ phiếu mà có thể tạo ra một cái hiệu ứng kích hoạt chu kỳ sóng lớn á, nó không tăng mạnh, nó cứ lên một cái nó chững lại, nó lên cái nó chững lại, nó nâng lên dần mà. Và đó chính là cái bối cảnh tuyệt vời nhất để những cái cổ phiếu phân khúc nhỏ và vừa. Nhỏ là chủ đạo anh chị, gọi là phân khúc penny nó đánh. Thì cái này em đã trong khoảng 2 tuần trước em đã chia sẻ miễn phí cho hệ thống ông Toàn Vlog về cái buổi về cách mua một những cái cổ phiếu penny, đúng cả nhà. Và tới thời điểm hiện tại anh chị nhìn lại cái danh mục penny của chúng ta, mọi người thấy cái gì? Thấy cái gì? Nó trần liên tục, nó trần liên hồi và gần như chưa có hồi kết, đúng không? Rất nhiều anh chị ở trong hệ thống hiện tại đang ôm rất nhiều những cái cổ phiếu penny mà cảm giác hoang mang luôn. Vì sao cả nhà? Vì lãi lớn quá. Và cả năm vừa rồi là chúng ta gần như không có những cái khoản lãi lớn như vậy, đúng không? Ví dụ như rất nhiều những cái cổ phiếu như là PL, mọi người nhìn này, cái khoản lãi nó tạo ra gần như là tăng gấp đôi từ vùng nền rồi. Nó chỉ cần một phiên nữa là tăng gấp đôi, đúng không? Hay những cái cổ phiếu như là con gì? EVG tăng gì? Tăng gấp đôi rồi. Tăng gấp đôi rồi, từ 3.5 lên vùng 7 là gấp đôi rồi, đúng không? Hay là những cái cổ phiếu như là gì? DXF này, nó tăng rất là kinh. Mặc dù nó chỉ tăng đâu đó khoảng 20-30% thôi, nhưng nó tạo ra một cái biên lợi nhuận hiện tại và nó tạo ra một cái nhịp đánh đầu tiên rất là lớn, tạo cho một cái cú kỳ vọng về giai đoạn sắp tới của thị trường. Và mọi người hình dung lại này, hình dung lại nè, với rất nhiều những cái cổ phiếu penny nó đánh như vậy thì VN Index của chúng ta gần như là gì? Gần như nó chưa được vào chính sóng mà nó chỉ trạng thái nâng nền tiếp theo thôi. Có nghĩa là cái nền tiếp theo nó là ở vùng này nè, vùng này nè. Khi mà nó lên được 1.001 đi, giả sử lên 1.001 đi, thì nó sẽ tạo ra những cái vùng nền tiếp theo để làm gì? Để hấp thụ những cái nhà đầu tư bán ra, chốt lại ra. Và đó là một cái môi trường tuyệt vời để cho những cái thằng cổ phiếu vừa và nhỏ nó đánh. Vậy chúng ta, anh em mình phải tận dụng tối đa cái dịp này, cũng như là tận dụng những cái mô hình mà em đã đào tạo cho quý anh chị trong khoảng 2 tuần trở lại đây, để chúng ta kiếm cái lợi nhuận tốt nhất trong cái giai đoạn khởi tạo sóng này. Kết hợp với một yếu tố, đó chính là sóng ngành của dòng chứng khoán, chúng ta sẽ tạo ra một cái con sóng ăn trọn vẹn, đúng cả nhà. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích thị trường, và em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái món quà tiếp theo sau những cái chuỗi video. Đấy, em tặng quà liên tục cho nhà đầu tư trên kênh YouTube ở cái chân sóng này với những cái món quà rất đặc biệt, đúng không chị? Hôm nay có con gì? Con Guts. Ai nhớ con này? Khi mà em kêu là những cái cổ phiếu này gần như nó sẽ không khác gì DIG và nó rất là mạnh với những cái siêu điểm mua này, đúng không? Hay là những cái cổ phiếu như VND với cái dạng mô hình nền phản kiệt về khối lượng, em đã chỉ cho nhà đầu tư những cái điểm mua quá tuyệt vời rồi, đúng cả nhà. Vậy thì hôm nay em sẽ tiếp tục tặng cho anh chị những cái cổ phiếu mang tính chất chiến lược nữa để mọi người gì có hứng thú theo dõi cái video hôm nay. Đấy, và trước khi tới cái phần hay nhất thì mọi người nhớ gì? Nhớ đăng ký kênh, like video và comment giúp em một cái comment thật là tuyệt vời để chúng ta có cái hứng thú bước vào cái phần quà ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích qua về một số cái ngành cổ phiếu và cái ngành chiến lược ở thời điểm hiện tại của kênh YouTube ông Toàn Vlog. Đó là ngành nào anh chị? Của hệ thống Toàn Vlog, đó chính là ngành chứng khoán, không thể nói dông nói dài được rồi. Với rất nhiều những cái cổ phiếu chiến lược mà được cho là nặng mông, khi nó kích hoạt những cái vùng gì, vùng siêu kiệt về khối lượng như thế này, bắt đầu đi lên tăng trần, vào sóng chưa? Vào rồi, những cổ phiếu này là vào sóng rồi. Cái việc của anh chị là gì? Là cố gắng ôm cổ phiếu này lâu nhất có thể, ôm đến khi nào mà hệ thống em báo nó là gì, nó là những cái điểm buying climax. Đấy, hầu như là ngày nào em lên cái kênh YouTube này em cũng ngồi chia sẻ với nhà đầu tư, cũng như là ngồi năn nỉ nhà đầu tư một cái vấn đề thôi: hãy ôm cái cổ phiếu này lại,
hãy ôm những cái siêu cổ phiếu lại, đúng cả nhà. Và tới thời điểm hiện tại, nếu không ôm cổ phiếu, nếu nhảy qua nhảy lại, anh chị sẽ không tạo ra được những cái khoản lợi nhuận tuyệt vời đâu. Nên là giai đoạn sắp tới cũng tương tự như vậy. Cái cách để một cái nhà đầu tư ăn trọn được một cái con sóng, đó chính là nắm giữ dòng dẫn dắt. Mọi người hình dung không? Cổ phiếu dẫn dắt. Đấy, từ đó chúng ta sẽ ăn được cái trọn cái con sóng này một cách không phải nhảy qua nhảy lại nữa, đúng không? Nó tạo cho anh chị một cái khoản lợi nhuận bền vững. Đấy. Tiếp theo này, SSI phân tích cái gì đây, đúng không? Thứ nhất, nó đang là cái trạng thái cổ phiếu nâng nền, mà trong cái video trước em chia sẻ với nhà đầu tư là nếu cái cổ phiếu này nó xiết được cái vùng biên phía trên này nè thì gần như nó sẽ vào giai đoạn chạy nước rút. Mọi người thấy cái gì ở đây? Cái khối lượng xiết một cái biên siêu nhỏ, người ta gọi là cái biên siêu to khổng lồ, em kêu là cái biên siêu nhỏ đấy. Vậy thì mọi người thấy cái gì không? Một cái cơ hội lớn dành cho quý anh chị, một cơ hội lớn dành cho quý anh chị, nghĩa là những cái cổ phiếu này đã lên rồi và hiện tại nó đang gặp những cái vùng cản phía trên, nó tích lũy bằng cách siết biên. Và những cái cổ phiếu siết biên mà tích lũy dài đó chính là những cái siêu cổ phiếu, những cái cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Mặc dù những cái cổ phiếu này nó hơi nặng mông một chút, nhưng mà sao, nhưng mà nó cũng thuộc về những cái cổ phiếu sẽ đi lên một cách mạnh mẽ trong cái giai đoạn sắp tới. Thì mọi người hãy chú ý thật là kỹ giúp em nhé, chú ý thật là kỹ với những cái điểm mua của hệ thống dưới này, thì nó là cái điểm mà nắm giữ, mặc dù ăn chưa nhiều với anh chị. Nhưng mà sao, vì thị trường này nó chưa vào sóng mà. Đấy, thì khi vào sóng thì những cái cổ phiếu này mới là những cái thằng nó kích hoạt chu kỳ và nó kéo cả thị trường đi lên. Anh chị tuyệt đối không bỏ qua và đừng nghĩ nó nặng mông. Đấy. Tiếp theo cổ phiếu gì? HCM. Toàn là những cái cổ phiếu nặng mông anh chia sẻ anh chị. Vì sao? Vì sao nó nặng mông anh chị? Mọi người có thể trả lời phía dưới comment coi vì sao những cái cổ phiếu này nặng mông. Đấy. Mọi người giao cùng nhau giao lưu một tí đi ha. Đấy. Thì để em trả lời luôn cho rồi ha. Vì sao anh chị? Bởi vì những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu thị trường. Và khi những cái cổ phiếu thị trường nó gặp những cái bối cảnh thị trường chung chưa thuận lợi, những cái bối cảnh thị trường chung chưa đi lên, thì gần như nó sẽ không tạo ra những cái con sóng uptrend ngay, mà nó cần gì? Cần điều kiện thị trường chung. Lấy ví dụ cho cả nhà. Đây nè, đây là một cái quá trình đi lên rất mạnh mẽ của cổ phiếu, thì cái đây là gì? Cần một cái điều kiện thị trường chung để nó kéo giá cổ phiếu lên. Còn nếu không có điều kiện thị trường chung thì sao? Thì gần như những cổ phiếu này không thể lên được, mà nó chỉ là gì? Chỉ là đi ngang, gọi là cổ phiếu thị trường. Đấy, đây này. Đây là hai cái giai đoạn gần nhất mà em miêu tả cho anh chị này. Giai đoạn này và giai đoạn này nó tạo ra cho những cái cổ phiếu này hai cái con sóng, đúng không? Tiếp theo này. Hồi xưa này, phải có cái điều kiện thị trường chung thì những cái cổ phiếu này nó mới có thể gì? Bứt thoát mạnh mẽ được ở đây. Tiếp theo này, mọi người thấy gì? Thị trường chung xuất phát đi lên. Cổ phiếu này xuất phát tăng tốc. Tiếp theo này. Thị trường chung tích lũy đi ngang, cổ phiếu đi ngang hướng lên, giống không? Giống không? Đấy, giống chưa? Giống chưa? Thì khi thị trường chung kích hoạt một cái chu kỳ thì những cái cổ phiếu này bước vào giai đoạn gì? Tăng tốc mạnh mẽ. Và những cái cổ phiếu lên trước như thế này gọi là cổ phiếu dẫn dắt. Và trong cái bối cảnh đó có rất nhiều những cái cổ phiếu nó tăng sau, ví dụ như là SSI thời điểm đó này. Đấy, giai đoạn này nó mới tăng này. Bởi vì sao? Vì đây là những cái cổ phiếu thị trường và nó yêu cầu cái bối cảnh thị trường chung phải tăng thì nó mới vào sóng. Đấy. Thì mọi người phải chú ý, thời điểm hiện tại nó tương tự như vậy. Những cái cổ phiếu như HCM này, mọi người chú ý nào. Những cái cổ phiếu HCM thời điểm hiện tại này, đây là một cái dạng mô hình tích lũy cả năm trời rồi. Cả năm trời rồi, chờ một cái thời điểm gì? Gió đông thổi tới, thị trường bùng nổ. Thì những cái cổ phiếu này, nó sẽ bước vào cái giai đoạn tăng tốc chính của nó. Vậy những cái mô hình tích lũy lớn như vậy, nó tăng tốc gần như là gì? Nó không phải đi lên khoảng 35-40 đâu chị. Phá cái đỉnh trên này là bình thường. Phá cái đỉnh trên nó là bình thường. Đấy, quan trọng nhất là nó yêu cầu cái thị trường nó phải tốt một chút và gì và phải có dòng tiền lớn đi vào. Ví dụ những cái cổ phiếu này là vào pha tăng giá rồi nha anh chị. Đây là phiên tech cung này. Tech cung này. Điểm mua này. Tech cung tiếp này. Ngày mai xuất hiện những cái điểm bùng nổ với cái khối lượng vượt trội. Khối lượng nó đâu đó khoảng bao nhiêu? Khoảng 12 triệu cổ phiếu trở lên thì gần như những cái cổ phiếu này bước vào một cái con sóng. Mô hình gì? Ba nền tảng giá. Những cái mô hình này thuộc dạng mô hình dẫn dắt của cổ phiếu cũng như là của thị trường, nhớ giúp em cái điều đó. Đấy, có khi là nếu nó nổ trước thì nó sẽ kéo cái thị trường uptrend luôn, thị trường khỏi phải sideways đi ngang mệt mỏi, đúng cả nhà. Còn cái vấn đề mà nó không lên, nó cứ tích lũy đi ngang như thế này thì thị trường nó lại chiếm trọn niềm tin của cái phân khúc penny, đúng không? Đánh penny nó vẫn sướng mà. Đấy, và khi mà chúng ta đang đánh hai cái dòng này trên thị trường thì gần như là gì? Vô địch rồi, vô địch rồi, không ai địch lại nữa đâu anh chị.
MBS này. Hôm nay là gì? Hôm nay là gì? Những cái nền tảng sẵn này nó cực kỳ an toàn luôn anh chị. Nó cực kỳ an toàn cho những cái nhà đầu tư đang ôm hàng. Ví dụ hệ thống mua những cái điểm phía dưới này thì gần như là chỉ có việc mà ngồi mà im mà đợi đến khi nào mà tiền lãi nó về thôi. Ví dụ như nó có thể nhân đôi từ những cái điểm giá 14 này là bình thường, 28 là bình thường anh chị. Những cái mô hình tích lũy cả năm như vậy thì anh chị không kỳ vọng nó nhân đôi thì hơi uổng. Và khi mà kỳ vọng như vậy thì chúng ta phải gì? Phải có cái sự kiên nhẫn nắm giữ đối với cổ phiếu. Nhưng những cái cổ phiếu này thì gần như nó sẽ tạo thêm một cái vùng nền tảng giá phía trên nữa. Ví dụ như nó sẽ tạo cái vùng nền tảng giá vùng 20 này trước khi nó bước vào giai đoạn chạy nước rút. Thì chúng ta rất kỳ vọng là gì? Là đa phần các cổ phiếu thời điểm hiện tại nó đang ở tiệm cận vùng đỉnh 52 tuần của đó đối với ngành chứng khoán. Thì cái vùng đỉnh này là cái vùng rất quan trọng và yêu cầu cái độ tích lũy của cổ phiếu rất là tốt. Và khi mà cổ phiếu nó tích lũy ở vùng mà 52 tuần như thế này thì nó sẽ bước vào một con gọi là con chín sóng, chín sóng. Nên là chúng ta mua đúng vị thế thì nắm giữ lại, đừng có làm bất kỳ điều gì. Đấy, ví dụ SHS này, chia sẻ cho chị những cái dạng mô hình nền phẳng đẳng cấp này. Thế này, những cái dạng mô hình nền phẳng hướng lên như thế này nè, siết nền phía trên này lên càng ngày càng siết nè, lên cho đây gần như là gì, mất cung mất cầu luôn rồi, không còn ai bán nữa anh chị, mất cung mất cầu. Thì những cái dạng cổ phiếu này nè, đấy, nó sẽ là những cái dạng cổ phiếu cực kỳ mạnh khi vào sóng, nó đi lên rồi anh chị, nó đi lên. Vị thế mua của hệ thống dưới này giá 9.2, mua rồi nắm thôi, lên cho đây bắt đầu mua gì, cho mua gia tăng này. Đấy, sau những cái điểm kỳ cung là điểm gia tăng, rồi lên cho đây mua điểm này, có nghĩa là chúng ta nhồi lận lên. Nhưng mà cái điểm mua chính của nó ở những cái vùng phía dưới này nó cực kỳ an toàn và nó đem cho nhà đầu tư những cái khoản lợi nhuận 30%, đủ chưa anh chị, 2 tháng 30%, quá tuyệt vời, kiếm nó ra 2 tháng 30%. Và mọi người hình dung giúp em này, cái hệ thống đánh sóng ngành là cả năm vừa qua hệ thống là không có kiếm tiền, bởi vì cả năm vừa qua thị trường Dow Jones không có bất kỳ sóng ngành nào hết, cho tới cái thời điểm vừa rồi, 2 tháng vừa rồi, khi mà cái sóng ngành chứng khoán nó manh nha, nó xuất hiện thì bắt đầu hệ thống đi vốn vào những cái điểm phía dưới này, nó rất là tuyệt vời. Đấy là những cái dấu hiệu. Và khi mà đi vốn lớn vào những cái điểm đó mà trong vòng 2 tháng sinh ra 30% lợi nhuận thì quá tuyệt vời đúng không cả nhà, quá tuyệt vời. Nó lấy lại gần như tất cả những cái gì trong Dow Jones. Dow Jones đánh có 10% tài khoản thôi, đôi khi chỉ cần một phiên này là lấy lại hết những cái gì trong Dow Jones đấy, đúng không? Còn 30% này lại lại lâu rồi. Đấy, tiếp theo này, phân tích cho anh chị về cái con VCI này, mô hình của con gì, của con HCM. Thời điểm hiện tại anh chị nhìn giúp em này, đây là cái đỉnh 52 tuần của con VCI và đang tiếp cận cái vùng đỉnh đó, kiệt về khối lượng. Mọi người có hình dung được cái tư duy kiệt về khối lượng không? Có nghĩa là lên trên đây lượng cung của cổ phiếu không còn nhiều nữa. Đấy, gần như cổ phiếu này nó mất tích trên thị trường rồi anh chị. Vì sao? Vì không còn ai nhắc tới nó nữa. Thì mọi người phải nhớ đây sẽ là những cái cổ phiếu hàng đầu rồi, hàng đầu rồi. Bởi vì sao? Nó tích lũy một năm này, đi lên rồi anh chị, nó đi lên từ cái vùng nền tảng này, nó đi lên này, đi lên kỳ cung này, đi lên kỳ cung này, nó có mô hình này là cái mô hình ba nền tảng giá. Cái vấn đề của nó đó chính là cái vùng đỉnh 52 tuần nên nó mới bị giữ lại, nó dao động vùng này. Tuy nhiên cái cửa bùng nổ vào phiên ngày mai của nó cực kỳ cao anh chị nhá. Và những cái con này một khi nổ sao thì chân, một khi nổ là chân. Đấy, nên là dòng chứng khoán thời điểm hiện tại là cái dòng đã đi lên và gần như là các cổ phiếu nó đang hoạt động ở vùng đỉnh cao nhất 52 tuần của nó để làm gì, để bước thoát đỉnh và vào một cái con gọi con chín sóng. Và khi những cái cổ phiếu này vào chín sóng thì rõ ràng đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho năm nay, cho năm nay dành cho nhà đầu tư, đúng không? Những điểm mua phía dưới này thì giữ lại thôi anh chị, tuyệt vời. Tiếp theo này, những cổ phiếu như VIX này, đấy, phân tích cho anh chị này, anh chị nào có lỡ tay bán con này không? Lỡ tay bán thì thôi, em rất là buồn, đúng không? Bởi vì video nào cũng lên đây ngồi năn nỉ anh chị ôm lại những cái cổ phiếu này ở vùng này. Hệ thống ôm tới bây giờ nó thật với anh chị là 40% rồi, 40% rồi. Nó mới đâu đó khoảng một tháng thôi, một cái siêu lợi nhuận mà chả có cái gì mang lại được đâu. Chỉ có một cách là gì? Mua đúng điểm và ngồi im thinh thích nắm giữ cổ phiếu. Đấy, và khi mà anh chị nắm giữ được những cái cổ phiếu này, mọi người sẽ cảm giác tự hào và cảm giác chiến thắng thị trường đó anh chị. Vì sao vậy? Vì từ trước đến giờ có phải anh chị luôn mua đi bán lại trên thị trường, cố gắng ăn 5-10%, mua đỏ bán xanh. Nhưng mà rất ít khi, rất hiếm khi anh chị ăn được những cái khoản lợi nhuận bắt đầu nó lớn dần lên, đúng không cả nhà? Vậy em sẽ giúp cho anh chị giải quyết cái vấn đề này
bằng một việc cực kỳ đơn giản thôi. Cái việc đơn giản nhất của nhà đầu tư đó chính là mua đúng điểm và ôm chặt một cái cổ phiếu. Khi anh chị ôm chặt được những cái cổ phiếu thuộc về những cái hàng, đây gọi là hàng siêu phẩm rồi chị, thì mọi người tuyệt đối là không được bán. Và để thể hiện cái sự quyết tâm chúng ta không bán những cái cổ phiếu này, mọi người comment giúp em một cái chữ là gì? Không bán, tuyệt đối không bán ở dưới phần comment. Chúng ta cùng nhau làm gì? Cùng nhau ôm chặt những cái cổ phiếu như thế này. Đấy. Mặc dù nha, mặc dù ngày nào cũng lên tư vấn như vậy, mặc dù gì thể hiện sự quyết tâm như vậy, nhưng mà em biết rất nhiều anh chị bán non cổ phiếu này, thậm chí là gì khuyên nhà đầu tư nhận cổ tức ở đây cuối cùng cũng bán luôn, chả hiểu tại sao, chỉ vì một cái vấn đề thôi. Một, thị trường Mỹ giảm. Thứ hai là gì, là châu Á Hang Seng giảm mạnh. Thứ ba là những cái thông tin không được tốt. Thứ tư là cái vận động của cổ phiếu nó không được mạnh mẽ. Rất nhiều anh chị ngồi đi phân tích những cái giai đoạn này, phân tích viên này, phân tích viên này kêu yếu yếu. Sao mà phân tích được, rõ ràng nó đang đi lên. Một cái cổ phiếu đi lên anh chị hạn chế phân tích. Càng phân tích càng sai lầm, càng phân tích càng rớt hàng. Nhiều ông đi phân tích cái viên này mạnh, viên này yếu, phân tích làm cái gì vậy anh chị? Nhắc lại cho anh chị này, để phân tích một cái cổ phiếu chúng ta phải thực chiến. Thực chiến ở đây là chủ đạo, chúng ta chỉ phân tích khi nào mua có mua được không, khi nào bán có bán được không, chứ đừng có phân tích cổ phiếu này mạnh hay yếu khi nó đã đi lên rồi chị. Nó cắt đi lên như vậy là mạnh rồi, một cái cổ phiếu mạnh mà đi lên thì gần như là gì, là khúc sau nó sẽ mạnh. Vậy cái câu hỏi là gì, điểm mua có được hay không, thì đây là điểm mua. Vậy thì bán có được hay không, câu trả lời là chưa. Vậy đi phân tích cái gì, phân tích trong phiên đúng không? Tự nhiên thấy 5 phút có cái lệnh bán lớn quá, có một cái thằng nào nó bán 1 triệu 2 triệu, tự nhiên ATC nó đạp sàn đúng không, tự nhiên là gì, có thằng nào bán này bán kia, dẫn đến tình trạng là anh chị bị hoang mang trong phiên. Và khi hoang mang trong phiên như vậy, mọi người có xu hướng bán tháo, và bán tháo thì làm gì, mất hàng. Và trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường nha, cái này em nhắc nhở trước cho mọi người lưu ý, khi mà thị trường của chúng ta nó đi lên được một cái giai đoạn nào nữa, nó lên được 1090 hoặc là vùng 1100, nơi mà những cái kháng cự là gì, là dày đặc trên thị trường á, thì lúc đó nhà đầu tư cực kỳ nhạy cảm và dễ rớt hàng cực kỳ. Nên mọi người phải thể hiện cái lòng quyết tâm là phải giữ được những cái siêu cổ phiếu ở những cái vùng này cho em. Mọi người có thể comment chữ không bán, tuyệt đối không bán giúp em. Đấy, mọi người phải phải comment như vậy để làm gì? Để chúng ta cùng nhau giữ lại những cái siêu cổ phiếu như vậy. Nó hiếm lắm anh chị, không có nhiều đâu. Đấy. Nó là thuộc những cái cổ phiếu mạnh nhất trong chứng khoán rồi đó. Nhớ giúp em nhé, một cổ phiếu đã đi lên rồi, chúng ta chỉ hỏi một câu là có bán hay không, có mua hay không thôi. Ở đây thì không có điểm mua rồi. Vậy có bán không? Câu trả lời là không. Còn đừng có đi phân tích trong phim. Càng phân tích nhỏ, càng chi tiết, càng gì, càng theo dõi bạn đi, anh chị càng dễ rớt hàng. Cái đó là cái kinh nghiệm bao nhiêu năm nay em đánh trên thị trường rồi. Đấy. Nên là gì? Nên là mấy hôm nay có cái xu hướng là buổi chiều khi thị trường rung lắc là em hay đi ngủ. Đi ngủ để quên đi cái sự rung lắc đó anh chị. Nó cũng hay đúng không? Đó cũng là bí kíp. Mà đôi khi thực ra là do ngày nào cũng ngồi nghiên cứu, nên là mất ngủ. Đấy. Tiếp theo nè, những cổ phiếu như FTS nè, bữa em chia sẻ với anh chị rồi. Những cái con này là sao? Nó đã lên rồi, phân tích vô tác dụng. Một, những cái cổ phiếu đã đi lên anh chị không thể phân tích được đâu. Bởi vì á, những cái điểm mấu chốt của cổ phiếu mà mọi người có thể phân tích đó chính là cái hành vi của tổ chức khi tổ chức người ta gom hàng hoặc là bán hàng. Vậy gom hàng đó chính là tích lũy, bán hàng chính là phân phối. Nhưng mà cái hành vi đi lên như vậy này không phân tích được đâu. Bởi vì người ta mua và người ta bán liên tục trong cái quá trình đi lên của cổ phiếu. Và khi mà nó mua bán liên tục như vậy mà cổ phiếu nó không có những cái hiện tượng gì, hiện tượng phân phối ra, thì sao? Thì làm sao mà phân tích được? Mọi người cứ cố phân tích để làm cái gì? Đúng không? Hôm bữa em nói là gì? Những cái cổ phiếu này đang đi lên rồi, và nó cứ như vậy đi lên, đừng có bán. Ủa? Chỉ là gì? Ở đây có mua được hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì chúng ta chỉ mua ở đâu? Ở vùng tích lũy của cổ phiếu. Ở đây không phải tích lũy, ở đây đang đi lên. Mọi người lưu ý để làm gì? Để tránh rớt hàng. Nhớ nhá, để tránh rớt hàng. CTS, mọi người thấy cái gì? Đi lên rồi. Những cái cổ phiếu đi lên như vậy đi phân tích cái gì anh chị? Chẳng có gì để phân tích cả. Đến khi nào nó có phân phối chúng ta sẽ đi phân tích nó. Phân phối sẽ là những cái phiên đảo chiều xu hướng và tạo những cái vùng nền tảng rung lắc. Đặc biệt á, để những cái cổ phiếu nó phân phối được thì bắt buộc phải có một cái điều kiện của thị trường, chính là cái điều kiện FOMO của thị trường. Còn nếu mà thị trường gần như là gì, nó như thời điểm tại bối cảnh hiện tại, thì những cái cổ phiếu này phân phối bằng niềm tin này anh chị.
không thể nào phân phối, bởi vì phân phối là quá trình nhà đầu tư tổ chức, người ta sẽ bán một cái lượng hàng rất lớn cho nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ ở đây là tích lũy nào, chính là cái quá trình tổ chức người ta gom một cái lượng hàng rất lớn của nhà đầu tư cá nhân. Vậy họ sẽ gom thời điểm nào? Khi mọi thứ chán nản, khi thị trường chung điều chỉnh, khi nhà đầu tư sợ hãi mọi thứ tồi tệ, đúng không? Có phải là ở những cái vùng này là gì, nó ra những cái thông tin về về banh Mỹ phá sản không, phá sản liên tục, sợ ông sợ Dow Jones Mỹ, sợ ông sợ rồi gì, rồi rất rất nhiều những cái thứ liên quan tới yếu tố vĩ mô nó đe dọa anh chị, thì tổ chức gom một lượng hàng lớn, và khi gom như vậy họ đánh lên rồi thì bây giờ nhiệm vụ của họ là gì, là chốt lãi. Vậy chốt lãi thì họ bán cho ai, bán vào đầu họ à? Không có đâu anh chị, họ sẽ bán cho nhà đầu tư chúng ta. Vậy anh chị thử hỏi nè, nhà đầu tư chúng ta tham gia thị trường mạnh nhất nhiều nhất khi nào? Khi thị trường lên. Còn bây giờ thị trường chưa lên, anh chị sợ vậy mà lấy gì mà mua? Và khi anh chị sợ không dám mua thì nó phân phối cho ai? Và nó phân phối là nó sẽ bán một lượng hàng lớn. Vậy bây giờ đủ thanh khoản chưa mà nó bán? Câu trả lời là chưa. Vậy những cổ phiếu này phân phối được không? Câu trả lời là không. Vậy tổ chức nó làm gì? Nó bán vào chân nó à? Không, nếu nó bán vào chân nó thì cổ phiếu nó khoảng 20 cây sàn là không hết, đúng không? Thì sao, thì nó phải kéo lên để nó bán phía trên chứ, nên là những cổ phiếu là anh chị tuyệt đối không bán non, không bán non. ORS mọi người thấy cái gì, dao động lỏng khối lượng lớn đúng không, mọi người thấy cái gì, dao động lỏng khối lượng lớn, các chuyên gia phân tích cho anh chị là những cổ phiếu này dao động lỏng đúng không, nhưng mà mọi người quên đất mất đi một cái vấn đề, nó không phải là tích lũy. Ủa, người ta chỉ đánh giá tích lũy, dao động lỏng, dao động lớn này kia các thứ trong giai đoạn tích lũy thôi. Còn một cái cổ phiếu đang đi lên, đã đi lên rồi thì nó dao động sao kệ nó chứ. Nó dao động sao kệ nó chứ. Đúng không? Và nếu mà trong các video trước anh chị mà chịu khó mà nghe những cái video em nói về những cái cổ phiếu điên, phân khúc điên, thì chắc chắn mọi người không thể nào bỏ lỡ qua những cái cổ phiếu như thế này được. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì khi mà nó đi lên, nó vượt qua tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật thông thường nhất. Mọi người dùng vào ví dụ MACD, ví dụ RSI, ví dụ những cái điểm bán mà nhà đầu tư nghĩ cổ phiếu nó không thể lên nữa, nó vượt luôn. Và khi mà nó tạo ra những cái hiệu ứng đó, thường đó chính là những cái cổ phiếu điên khi thị trường chung gặp sóng. Và những cái cổ phiếu điên thì anh chị sẽ hình dung này, nhắc lại cho anh chị những cái cổ phiếu điên trước đó này. Mọi người nhìn này, cái cách đi lên cổ phiếu nó điên cuồng cỡ nào. Đấy, khi mà cái cổ phiếu nó bắt đầu đi lên rồi, đi lên rồi, ở đây rất nhiều nhà đầu tư phân tích là gì, à cổ phiếu này quá bán rồi, cổ phiếu này quá mua rồi đúng không, quá quá mua rồi chứ quên, rồi cổ phiếu này nó MACD nó phân kỳ rồi, cổ phiếu này nó bị rơi khỏi mây gì rồi, và rất nhiều nhà đầu tư chốt lại kỹ thuật ở đây trước khi cổ phiếu này phá vỡ mọi nguyên tắc về đỉnh mọi thời đại luôn, phá vỡ mọi nguyên tắc luôn. Mọi người có hình dung được cái cách đi của những cái cổ phiếu điên là nó sẽ phá bỏ qua tất cả những cái yếu tố về kỹ thuật của nhà đầu tư. Đấy, càng phân tích gì, càng phân tích thì càng mất hàng thôi, chả được bất kỳ một cái gì đâu anh chị. Đấy, nên là khi một cái cổ phiếu đi lên rồi, mọi người hãy kiên trì bám lấy nó đến khi nào cổ phiếu phân phối được. Và để cổ phiếu phân phối được thì như em đã chia sẻ, nó đòi hỏi rất nhiều những yếu tố. Đặc biệt khi mà các cổ phiếu nằm trong sóng ngắn, để phân phối cổ phiếu lúc nào nó sẽ tạo ra những cái quá trình chạy nước rút. Đây là quá trình chạy nước rút để phân phối cổ phiếu trong sóng ngắn. Thì đó là cái quá trình ăn ngon nhất, ăn no nhất mà trong video gần đây nhất em chia sẻ cho anh chị. Nên đừng bán non hàng, uổng lắm đúng không? Bán non hàng một cái là gần như là gì? Là không có điểm mua lại. Những cái cổ phiếu này nó thật với anh chị là gì? Ngoài những cái hệ thống mà đánh sóng ngắn như chúng ta chả có hàng đâu. Chả có hàng đâu, người ta cứ ở ngoài người ta chê thôi, người ta chê là gì, à cổ phiếu này dao động lỏng, người ta chê là cổ phiếu này không có điểm mua, người ta chê là gì, chê đủ thứ chê, nhưng mà người ta không có hàng. Mọi người lưu ý, nó đánh như vậy ai mà mua được. Và khi những cái cổ phiếu không bị mua lên, nó rủ liên tục như vậy mà nó nổ như vậy nè, chạy nước rút là bình thường. Đấy, nên là chúng ta phải ôm lại những cái cổ phiếu thuộc về gì, hàng tốt, hàng tốt. Tiếp theo VDS, có phải là ngoài ngoài thị trường người ta kêu những cái cổ phiếu là tích lũy lỏng lẻo không? Tích lũy gì, đây là tích lũy của nó đang đi lên ầm ầm luôn, những cổ phiếu này nó sẽ còn đi lên mạnh nữa, nên là mọi người phải làm gì, phải ôm chặt nó giúp em. Đấy, chúng ta mua rất nhiều điểm của những cái cổ phiếu như thế này đúng không, để mua này, đấy để mua này, còn cố gắng mà leo vô, bởi vì sao, bởi vì đó không phải là tích lũy nữa chị, đó là đẩy nền hướng lên rồi.
Và những cái cổ phiếu có xu hướng đẩy lên, hướng lên như vậy, hàng đầu AGR này, rất nhiều nhà đầu tư kêu là những con này dao động lỏng. Dao động lỏng, đúng rồi, bây giờ nó đang đi lên như vậy, nó gặp kháng cự nó phải dao động lỏng. Nhưng cái vấn đề là gì, là chúng ta có vị thế tốt, đang lãi to thì mắc gì phải nghe bố con hàng nào. Rất nhiều những cái nhà đầu tư gì, có một cái điều thú vị trên thị trường là như vậy nè anh chị. Khi mà nhà đầu tư đang lãi lớn sẽ có rất nhiều nhà đầu tư gì chê cổ phiếu của bản thân mình, và khi mà nó chê như vậy, người ta chê như vậy thì mình lại đem ra sợ hàng sợ và bán mất nó đi. Giống như là khi mà em đánh dòng phân khúc penny, penny trên thị trường đánh những cái cổ phiếu nó kinh điển đó anh chị, ví dụ GVC nè, GVC nè, rồi gì ngày nào trần đúng không, VHG trần phiên 15% nè, TXL sắp nhân đôi nè, đấy Đức Long nè, rồi con gì DXF nè, QCG này. Đấy, những cái siêu cổ phiếu đó, hệ thống chúng ta đánh những cái cổ phiếu đó. Nhưng mà có rất nhiều những cái nhà đầu tư cứ kêu là gì, rủi ro. Những nhà đầu tư có hàng không anh chị? Tất nhiên là không có rồi. Cái vấn đề của chúng ta này, cái rủi ro hay không, nó đến từ cái việc hiểu biết của nhà đầu tư, nó đến từ cái sở trường của nhà đầu tư. Nếu anh chị em mà hiểu về những cái cổ phiếu đó, hiểu về cái cách đánh của nó, thì nó không phải là rủi ro. Rủi ro đến từ cái việc thiếu hiểu biết. Mọi người nhớ giúp em, nó giống như cái việc một cái ông già 50 tuổi chạy một cái xe máy đi 30 km trên giờ, khuyên một cái thằng đi mô tô chạy 300 km trên giờ là gì, là nguy hiểm lắm, là rủi ro lắm. Không đúng anh chị, rủi ro hay không là do mình chứ không phải là do cổ phiếu. Ví dụ như hồi xưa em đánh con F, em tư vấn với nhà tư bán con FLC này, con này thì em không đánh bởi vì đúng là em sợ nó thiệt. Nhưng thời đó em tư vấn nhà tư bán ở trên đây nè, mọi người có thể mở lại kênh YouTube của em vào đúng cái ngày này, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Em có hướng dẫn nhà đầu tư là gì, anh chị em ngày mai nếu có cơ hội thì phải bán tháo bằng được cổ phiếu này ra, không suy nghĩ bất kỳ điều gì hết. Mọi người có thể nghe lại video ngày hôm đó coi đúng hay không. Có nghĩa là gì, khi chúng ta hiểu về cái cách vận động của những cái cổ phiếu thuộc về phân khúc nhỏ thì chúng ta kiểm soát nó, và khi kiểm soát nó thì nó hết rủi ro. Đấy, cái rủi ro hay không là do mình. Đấy, đôi khi anh chị đánh blue chip rủi ro là gì, kém hiểu biết là cũng chết thôi. Đấy, nhưng mà khi chúng ta đánh những cái cổ phiếu nhỏ, biên lợi nhuận lớn, thì khi rủi ro nó xảy ra, chúng ta phải nhận diện và xử lý nó sớm. Đấy, đó là cái cách mà em muốn nói với nhà đầu tư thôi. Nên là khi mà nghiên cứu về cái dòng penny á, thì anh chị nên nghiên cứu một cách bài bản. Để làm gì? Để tránh bị upbo. Tránh bị upbo. Đấy, và đa phần nhà đầu tư thường bị upbo ở những cái cổ phiếu như này. Rồi đâm ra là gì? Sợ, cực kỳ sợ hãi. Và khi sợ hãi thì không bao giờ có thể ăn được những cái khoản lợi nhuận lớn, đúng không? Ví dụ như QCG này, ăn ăn sướng không anh chị? Lúc nào penny cũng là một cái phân khúc mà thuộc dạng tốt trong sóng cả, nhưng mà chúng ta phải hiểu chúng ta mới đánh được. Đấy, ví dụ như đây này, phải hiểu chúng ta mới đánh được, đúng không? Mọi người nhìn đây rủi ro, nhưng mà em biết có rất nhiều nhà đầu tư đánh những cái phân khúc này cực kỳ thành công. Đấy, rủi ro hay không là do mình chứ không phải là do cổ phiếu anh chị. Mình phải hiểu được nó thì nó hết rủi ro, mình không hiểu được nó cực kỳ rủi ro. Dù cái cổ phiếu đó bản chất nó không rủi ro, nhưng anh chị không hiểu nó chính là rủi ro. Đó, mọi người phải hiểu giúp em cái vấn đề đó nha. Nên nên tóm lại là gì? Là phải củng cố cái chất lượng về cái trình độ của cá nhân, cái trình độ nhận thức, để chúng ta là gì? Để chúng ta chiến đấu dưới dạng không rủi ro, dưới dạng ít rủi ro, đúng không? Ở dưới tất cả những cái cổ phiếu. Đấy, ví dụ APS, những cái cổ phiếu đang đi lên, nhưng mà anh chị phân tích nó làm gì nữa? Chả có ý nghĩa gì khi phân tích những cái cổ phiếu đang đi lên, trừ gì, trừ những cái điểm mua tuyệt vời, điểm mua này, mua như vậy thì làm gì, ngồi im mà nắm giữ thôi. Còn ai phân tích, ai chê bai, kệ người ta, vì người ta không có hàng người ta mới chê đấy. Hay là do mình ôm nhiều hàng quá nên là gì, nên là mình khen ta, chắc là vậy rồi. Thôi anh chị thông cảm nha. SBS này, những cái điểm mua này đặt trên kênh YouTube luôn, đi lên với cách đi lên như vậy nó chết không anh chị? Chết cái gì, đúng không? Nhiều người chơi lỏng lỏng thì lỏng, nhưng nó lên lại lên hả chị? Trong cái bối cảnh này gần như là gì, mọi người chưa biết được cái cách vận động nó đâu. Ví dụ PVD này, em chỉ cho anh chị hồi xưa nó vận động như thế nào này. Đấy, hồi xưa này có phải ở những cái vùng nền này, khi mà nó bắt đầu đi lên từ những cái vùng kỳ cung này, đấy, trừ những cái vùng kỳ cung này, đây là điểm mua này, sau đi lên như thế nào này anh chị? Đi lên như vậy này. Đi lên này, nhà đầu tư chê lỏng, chê gì, chê đủ thứ, nhưng mà tới khi nó chạy rồi thì không có hàng, nó khổ như vậy.
cứ khuyên nhà đầu tư bán đi vùng này. Trời ơi, nói thật với anh chị là hồi xưa ngày nào em ngồi em nghe nghe là gì, nghe phải bán đi những cái cổ phiếu này dao động lặng khối lượng lớn trên đây, gặp kháng cự đổ các thứ trên đây nè đấy, phân tích gặp kháng cự các thứ là cổ phiếu dao động lặng nè, không tạo những cái vùng nền này, nên phải bán đi. Nhưng mà sai lầm rồi chị, gặp kháng cự nó mới vậy, chứ còn mà nó không có kháng cự nó đi lâu rồi. Nên là chúng ta phải đừng nghe ai hết, phải giữ lại những cái cổ phiếu như vậy và chúng ta đang nằm ở chân sóng, nên là gì, chúng ta có quyền tự quyết, đúng không? Quá tuyệt vời, đừng lo, còn rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư nữa. Tiếp theo này, em sẽ đi phân tích cho chị về một cái ngành dầu khí mà ở thời điểm hiện tại em thấy có rất nhiều anh chị đang hỏi về cái sóng, rất nhiều luôn nha. Chả hiểu tại sao có rất nhiều anh chị hỏi về sóng nè. Điều đầu tiên á, em xin phép trả lời như sau. Thứ nhất, những cái cổ phiếu như PVD, PVS đi, lấy con này cho nó FOMO. PVS này là những cái cổ phiếu nó tạo được những cái vùng tích lũy cực kỳ lớn trong cái bối cảnh vừa rồi. Thứ hai là nó có được hưởng lợi. Thứ ba là gì? Cái lợi nhuận doanh thu của nó sẽ được cải thiện trong tương lai. Nhưng sóng hay không? Sóng hay chưa? Sóng hay chưa anh chị? Thì đây nè, em hướng dẫn anh chị nè. Đây là giai đoạn gì? Giai đoạn SOS của sóng. SOS. Vậy thì sau những cái giai đoạn SOS này nè, rõ ràng anh chị sẽ nhìn thấy cái xung lực đánh của những cái cổ phiếu này càng ngày đi lên nó càng yếu. Và khi mà đánh càng yếu như vậy á, thì anh chị nhớ với em, nó sẽ tạo ra những cái vùng rung lắc cũ rồi bỏ, tạo những cái vùng biên phía trên đây này, vùng biên tích lũy này, tùy vào cái điều kiện của thị trường để nó tạo vùng biên. Em lấy ví dụ cho anh chị về cái chu kỳ trước của những cái cổ phiếu dòng dầu khí đó. Đây nè, ví dụ này, đây là tích lũy lớn này, tích lũy lớn này, thì đây là cái nhịp gì anh chị, cái nhịp SOS đi lên này, SOS này, gọi là cái nhịp gì, cái nhịp dòng tiền thông minh nó tham gia vào cổ phiếu. Và khi dòng tiền thông minh tham gia thì cổ phiếu lên ngay hay chưa, cấp trở lên là chưa, nó sẽ tạo ra những cái vùng biến động lớn và biên độ tích lũy đây trước khi nó xuất hiện những cái siêu để mua kích hoạt cho chu kỳ sóng đấy. Kích hoạt cho chu kỳ sóng thì đó là những cái điểm nó như PVD này, PVD này chia sẻ anh chị nào, đây là cái mô típ tích lũy của chân sóng này, SOS này, những cái nhịp đánh SOS này, nhịp đánh càng to bứt phá càng nhanh thì cái sóng nó càng lớn càng mạnh, nhớ với em cái tư duy đó. Nên là thời điểm hiện tại chỉ mong là gì, những cái cổ phiếu dòng dầu khí PVD, PVS nó tạo ra những cái cú bứt phá mạnh như thế nữa, chứ bứt phá như bây giờ là không ăn thua. Mọi người nhìn cái cách bứt phá của nó này, nhìn đi, bứt phá khối lượng lớn, giá tăng mạnh, tăng đột biến, xong sau đó sao, tạo ra vùng tái tích lũy này, thì sau vùng này là chân sóng của nó. Dầu khí thời điểm hiện tại không khác gì, nhưng mà nó chỉ khác một vấn đề là gì, nó hơi yếu một chút, hơi yếu, mọi người nhìn này, hơi yếu, cái biên độ đi lên không mạnh. Thì rất kỳ vọng là gì, trong giai đoạn sắp tới khi thị trường chung nó có những cái cú hích bùng nổ thì những cái cổ phiếu này nó có bùng nổ lên rồi tái tích lũy trở lại, chứ còn lên ngay ngay không thì câu trả lời là không, những cổ phiếu này không lên ngay rất rõ ràng này, xung lực càng đánh càng yếu này, mọi người nhìn này, xung lực càng đánh càng yếu này, thì những cái cổ phiếu này nó sẽ tạo vùng tái tích lũy ở đây đấy, xác suất cao. Đặc biệt trong cái bối cảnh những cái cổ phiếu leader của dòng dầu khí từ trước đến nay anh chị, những cái cổ phiếu cơ bản tốt leader dòng dầu khí từ trước đến nay, ví dụ như con gas, nó là tích lũy gì, ở đỉnh cao nhất mọi thời đại 52 tuần mà đang cắm đầu đi xuống, thì cái cơ hội để dòng này nó tạo sóng ngầm có không? Tất nhiên là cơ hội là có, nhưng thời điểm hiện tại là không. Em sẽ không chọn những cái dòng này để chúng ta đánh trong cái sóng này, mà chúng ta chỉ đánh những cái dòng đang đi lên, đã đi lên. Bởi vì mọi người thấy không, thời điểm hiện tại này, tại sao nha, cứ thị trường chung điều chỉnh là nó lại lôi dòng chứng khoán ra nó kêu. Thì có phải em có một cái câu là khi thị trường chung điều chỉnh, siêu cổ phiếu xuất hiện không? Bởi vì mỗi lần thị trường chỉnh xuống, cái sự ngon nhất, cái miếng bánh thơm nhất mới được tổ chức người ta múc chứ, đúng không? Nó mới được múc chứ, đúng không? Vậy thằng nó múc thằng nào? Đó, anh chị tự trả lời nhé. Đấy, nó múc penny đúng không? Rất nhiều những cái cổ phiếu ví dụ như oil này, đi lên, những cái cổ phiếu mà tạo nền phẳng này nó chưa mạnh đâu anh chị, nó tạo nền phẳng phía dưới này nó chưa mạnh đâu, chưa mạnh đấy. Những cổ phiếu này nếu mà lên trên được vùng 12 này, nó tái tích lũy lại được thì đánh tốt. BR này không mạnh đâu anh chị, khối lượng vào thì ok, tích lũy cũng được nhưng mà không mạnh, không mạnh thì thôi. Rõ ràng này, mọi người hình dung này, một cái sóng ngầm là cái nơi những cái cổ phiếu mạnh nhất nó hoàn thành, những cái cổ phiếu hàng đầu nó hoàn thành. Đáng tiếc một điều, hiện tại những cái cổ phiếu dòng dầu khí nó không hoàn thành. Vậy điều kiện nó chưa tới, điều kiện thuận lợi nó chưa tới. Nhà đầu tư nó có một cái câu như thế này nè,
tổ chức lợi dụng điều kiện thị trường để kiếm tiền. Vậy hiện tại nếu là sóng ngành của dầu khí thì hiện tại sẽ có rất nhiều những cái mã dầu khí lớn nó đi lên rất là mạnh, nhưng mà mọi người nhìn đi, nó thiếu thiếu sự quyết tâm, thiếu sự quyết tâm. Nhưng nếu trong cái bối cảnh thời điểm thị trường hiện tại nó là tích lũy mà thị trường đi lên thì những cái cổ phiếu này cũng sẽ đi lên, nhưng vì nó không phải là chính sóng, vì nó không phải là nhân tố hàng đầu nên nó sẽ thứ nhất không đi lên mạnh, yếu tố thứ hai là đi lên một đoạn nó sẽ tạo ra những cái vùng điều chỉnh lớn, gọi là những cái vùng gì, vùng tái tích lũy phía trên, là lúc này chúng ta đánh đánh nhịp sau. Nói chung là những cổ phiếu này hẹn anh chị em nhịp sau thôi, nhịp này hệ thống là gì, chỉ đánh penny với chứng khoán thôi, đang ăn lôi mồm đúng không, ăn no nghỉ luôn, ăn không biết khi nào dừng ngập mồm luôn đấy, nên thôi cứ như vậy mà làm thôi. Ví dụ đây này, toàn là penny nó đánh không không nói nhiều. Rồi bây giờ quay trở lại một cái ngành nữa, ngành bất động sản. Bất động sản anh chị thấy gì? Bất động sản bối cảnh thời điểm hiện tại thì rõ ràng em là tư vấn cho anh chị rất nhiều rồi, ngay cả trên kênh YouTube em nói rồi, cái dòng bất động sản là cái dòng bị FOMO, nó lên sau và bị FOMO là yếu tố thứ nhất, thứ hai là nó chưa tạo được cái sự bứt thoát hoàn toàn khỏi cái vùng đỉnh giống như là các ngành như ngành chứng khoán. Vì sao anh chị? Bởi vì nó không phải là giai đoạn chính sóng của nó chưa vào được cái nhịp sóng ngành chính, và khi mà những cái cổ phiếu dòng bất động sản chưa vào được cái sóng ngành chính thì lấy đâu ra mà nó mạnh, nó chưa mạnh thì anh chị đánh làm cái gì, cố gắng làm cái gì. Và chủ yếu là nhà đầu tư khi không mua được chứng khoán người ta dồn hết sang người ta đánh bất động sản. Mọi người nhìn những cái cổ phiếu như HDC này, nó tăng như vậy thì lấy gì mà tăng, khối lượng thấp dần đi. Vậy thì những cái cổ phiếu này em hứa với chị này, trước khi nó tăng nó sẽ xảy ra những cái cú rủ bỏ rất là mạnh bởi vì nó bị FOMO. Nam Từ Liêm này đấy, tuy nhiên những cái cổ phiếu này lại lên, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chị hình dung này, trong ngành chưa tạo ra được cái sự đồng thuận của sóng ngành, nhưng có một vài cái cổ phiếu lên trước rồi, nó biểu hiện cho cái vấn đề giai đoạn sắp tới sẽ là sóng của bất động sản. Lưu ý giúp đó, gọi là thiên thời địa lợi của bất động sản sắp tới rồi, nên là mọi người cứ chuẩn bị tâm lý và tinh thần, đúng không? Chủ yếu là khi nào thôi. Nam Long này, Nam Long thì sao? Chưa lên, nó đang tích lũy ở ngay cái vùng đỉnh của nó, đúng không? Khoảng là quả SOS nè, tích lũy vùng đỉnh, nếu nó rủ xuống kịp về khối lượng đây nó bắt đầu đi lên vào sóng. Lưu ý DG lên được chưa? Câu trả lời là chưa. Những cổ phiếu này nếu nổ lên gần như là gì, sẽ gặp ngay điều chỉnh. Lưu ý giúp em, nổ lên gặp ngay điều chỉnh, không nói nhiều, đây là vùng đỉnh rồi, vùng đỉnh nổ lên là gặp ngay điều chỉnh đó. Thứ nhất, thứ hai là gì? Vì những cái cổ phiếu này nó đi lên từ những cái vùng nền tảng không chắc chắn, đây là nền tảng không chắc chắn anh chị nhá. Và khi mà cổ phiếu đi lên từ những cái vùng nền tảng không chắc chắn và nó kết hợp với điều kiện FOMO thị trường thì nó sẽ là đại diện cho những cái thằng rủ bỏ rất sâu trong giai đoạn sắp tới. Và khi mà nó rủ bỏ sâu thì mọi người lưu ý, nó không phải là cái điểm đến tuyệt vời đâu đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái cổ phiếu, ví dụ DG là những cái điểm mua gì, thề chết để bảo vệ những cái cổ phiếu này, không bán là không bán. Có rất nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là liệu Toàn ơi có bán cổ phiếu DIG này để nhảy sang sang chứng khoán ăn không? Câu trả lời là không, nó thuộc về những cái siêu cổ phiếu là anh chị. Và khi những cái cổ phiếu nào thuộc về siêu cổ phiếu thì mọi người nhớ là những cái siêu cổ phiếu lúc nào cũng sẽ có giai đoạn chạy nước rút. Đây là cái giai đoạn ngon nhất của cổ phiếu mà anh chị mua được ngay từ chân sóng thì đừng có bán uổng lắm. Nó rủ nó làm gì mặc kệ. Cái vấn đề một cái khoản lợi nhuận thực sự lớn của nhà đầu tư nó được sinh ra khi và chỉ khi anh chị nắm giữ đủ tốt đủ lâu đối với cái cổ phiếu đó thôi, chứ còn mà đang nắm giữ vui vui thích thì bán thì thôi, chứ lợi nhuận đâu ra, đúng không? Không có lợi nhuận đâu. Mọi người cố gắng cứ nhảy cổ phiếu này nhảy cổ phiếu kia thì gần như là gì, thất bại thất bại. Nên là mọi người cố gắng gì, mua được những cái siêu để mua ôm lại. Đây giống như con gấp đấy, con gấp là đi theo cái mô hình của con gì, con DG. Ví dụ như trong room em hay chọc nhà đầu tư là gì, gấp nè, đít nè, vít nè, là những cái cổ phiếu gì anh em đúng không, đánh easy nhau. Cách đánh này là gần như là gì, tuyệt vời nhá. Những cái cổ phiếu đánh như thế này gần như nó là siêu cổ rồi, siêu cổ rồi. Nên là mọi người phải cố gắng gì, giữ thật chặt. EDG đang lên, những cổ phiếu đang lên không phân tích, nhưng mà vì cái yếu tố là hiện tại cái sóng ngành của thằng thằng bất động sản nó chưa mạnh, nó chưa vào được cái giai đoạn chân sóng, mà khả năng rất cao là thị trường này nó phải vào được cái trend, có nghĩa là thị trường nó phải bùng nổ đi lên dòng banh nha. Tí nữa em sẽ phân tích dòng banh, nó sẽ kéo cái thị trường đi lên, rồi sau đó gì, sau đó những cái cổ phiếu này nè nó mới may ra có cơ hội vào chân sóng, thì lúc đó chúng ta làm gì, cơ cấu danh mục. Và mọi người nhớ nè, trước khi những cái cổ phiếu
vào trên sóng trước khi thị trường đảo ngành dẫn dắt, thì nó luôn xảy ra những cái cú rủ bỏ. Lưu ý. Vậy thì bây giờ mình cứ đánh thoải mái, đến khi nào nó rủ bỏ tính, đúng không? Đến khi nào rủ bỏ thì chúng ta nhảy vô bất động sản. Một cái cổ phiếu nó đang yếu á chị, nó không thể nằm mạnh được. Gọi là gì? Nó phải gặp thời của nó mới mạnh, giống như DG. DG. DG nè, hướng dẫn cho anh chị nè. Nó đang tích lũy, đây đang tích lũy nè, đây để mua, mua tuyệt vời không? Tuyệt vời. Nếu mà không có vùng này và thời điểm nó nha, DIG cùng với những cái cổ phiếu như là con gì ta? Thời điểm đó là con SSI, SSI nó cùng đi lên, nó cách nhau có 2 ngày nhỉ, nó cùng đi lên, nó cùng một dạng mẫu hình nè. Nhìn này, anh chị nhìn này, DIG này. Cùng một cái dạng mẫu hình. Đúng không? Cùng đi lên, VND cũng cùng cái dạng mẫu hình, nó cùng đi lên, hay là MBS này, cùng dạng mẫu hình nó cùng đi lên. Nhưng mà tại sao những cái cổ phiếu này đều nhân đôi hết? Đều nhân đôi hết. Mà DIG nó lại không tăng. Mà DG nó lên được khoảng 50%, nó rủ cho thấu trời thấu đất, nó rủ cho sấp mặt vậy. Vì sao anh chị? Vì thiên thời địa lợi nó chưa tới, có nghĩa là thời điểm nào thì cổ phiếu đó không phải là anh chị cứ lao đầu vào đánh là sẽ có ăn đâu. Mọi người phải lưu ý giai đoạn nào đánh giai đoạn đó. Ví dụ như tại sao nha, tại sao cả cả năm qua rồi em không phân tích dòng Benny, mà vừa rồi em lại phân tích cho anh chị, mở lớp đào tạo cho anh chị tìm kiếm Benny, rồi cả hệ thống học viên, hệ thống khách hàng, hệ thống học viên đánh dòng Benny ăn trần ngay nào cũng mấy con trần. Vì sao vậy anh chị? Vì thời điểm nào cổ phiếu đó giống như cái giai đoạn mà thị trường năm 2020-21 này, 2021 này, thị trường ở vùng đỉnh này, nếu anh chị mà ôm blue chip gần như là gì, tan hoác hết, gần như là lỗ hết, chả có blue chip nào đánh trong giai đoạn này cả, đúng không? Đặc biệt là băng là nó phân phối hết. Nhưng mà nếu anh chị ôm những cổ phiếu này sao, nó nhân tài sản cho anh chị. Hay là lấy cho anh chị thời điểm đó này, VN30 chỉ có duy nhất con bao đánh này, con bao đánh này. Nếu anh chị không mua được những cái cổ phiếu này thì gần như VN30 là gì, móm hết. Khúc sau này khi mà thị trường phân phối thì FPT nó mới đánh dịp cuối, đúng không? Đánh được mười mấy 20%, hay là MWG nó mới đánh dịp cuối. Nhưng mà gì, đó là cái nhịp phân phối rồi. Đấy thì mọi người phải hình dung cái bên là gì, bối cảnh thị trường nào chúng ta sẽ đánh phân khúc đó. Và thời điểm hiện tại em khả năng rất cao này, cái dòng bất động sản nó mới chỉ có một vài cái cổ phiếu được hưởng lợi và nó đi lên, gọi là cổ phiếu leader đi lên trước. Nó giống như HDC hồi xưa anh chị, HDC này, khi mà bối cảnh dòng chứng khoán đánh thì sẽ có một vài cái cổ phiếu đi lên trước đấy. Nhưng mà thời điểm đó thì những cái cổ phiếu như DG sao nó không lên, nó không lên mà nó rơi ngược trở lại đấy. Nhưng mà bối cảnh nhịp sau này nó mới bắt đầu vào nhịp chính sóng của nó đấy. EDG thời điểm đó này nó không có lên, cùng dạng màu huân, cùng tất cả mọi thứ nhưng nó không lên. Không lên thì phải làm gì? Phải chờ thời thôi anh chị. Phải chờ những cái thời điểm nó lên thì chúng ta đánh. Đấy nên là bối cảnh thời điểm hiện tại em sẽ không đánh dòng bất động sản, bởi vì nó chưa lên. Khi nào nó lên chúng ta đánh, đúng không? Con sale nè, mọi người nhìn. Đấy, rất nhiều anh chị em trong room gì hô hào sale nhau, hô hào mua điểm này, em kêu là gì? Dừng hết, không mua bán gì ở đây. Vì sao? Mọi người nhìn, mọi người biết, cung nó lớn. Cung nó lớn là một, thứ hai là gì? Phân kỳ giá và khối lượng. Những cái cổ phiếu này á, nó thật với anh chị là gì, nếu nó rủ vào thì chắc chắn là có mặt em trong đó. Nó rủ sâu một cái có mặt em trong đó, chứ còn mà nó không rủ sâu thì không đánh được. Đó là chia sẻ thật với nhà đầu tư. HDG này, rất nhiều nhà đầu tư kêu những cái cổ phiếu này lên rồi, nhưng mà anh chị nhìn giúp em này, nó lên lại thiếu khối lượng. Trời ơi, nghiệt ngã như vậy, nó lên lại thiếu khối lượng như vậy thì sao mà đánh? Nó bị phân kỳ. Mọi người hình dung là khi mà nó bị phân kỳ á, nó giống như DSG rồi, khi không phải thời nó thì nó bị phân kỳ, bởi vì dòng tiền nó không chọn nó, dòng tiền nó không chọn. Đây là ví dụ, đây là đi lên này, bùng nổ khối lượng lớn này, đi lên bị phân kỳ giá và khối lượng này. Dòng tiền nó không chọn, và khi dòng tiền nó không chọn thì nó sẽ chờ đợi những cái thời điểm thích hợp để dòng tiền nó chọn, lúc đó chúng ta sẽ nhảy vào, và lúc đó hệ thống bên em rõ ràng sẽ là những cái người đi đầu tiên giúp anh chị đánh những cái trận đánh này. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì anh chị biết là trên thị trường dòng nào mạnh nhất và chúng ta đang ôm dòng đó rồi, không nói nhiều, đúng không? Benny là mạnh nhất, nói vậy cho đơn giản thôi. Đấy, anh chị nào mà thích Benny nha, thích Benny mà chưa đánh được Benny á, mà giai đoạn sau muốn đánh á, thì mọi người liên hệ với bạn trợ lý hoặc là comment cái chữ tôi học phía dưới á, bạn trợ lý sẽ gửi cho anh chị những cái video về buổi đào tạo về Benny giai đoạn trước.
đào tạo NA cách đây 2 tuần, em có chỉ cho anh chị rất nhiều những cái cổ phiếu giờ đó nó tăng 40-50% hết rồi đấy. Một cái buổi đào tạo cực kỳ tuyệt vời dành cho nhà đầu tư, nên là hy vọng anh chị muốn nâng cao cái kiến thức của mình cũng như là kỹ năng nhận diện về những cái phân khúc gọi là điên cuồng của thị trường đó, thì anh chị có thể tham khảo cái video đó nhá. Mọi người có thể liên hệ với các bạn trợ lý hoặc là gì, hoặc là comment phía dưới tôi học đấy để bạn trợ lý liên hệ. Tiếp theo chúng ta đi phân tích một vài cái cổ phiếu dòng gì, dòng ngân hàng cho anh chị nhìn nào. Dòng ngân hàng đi, ngân hàng thì nó lại là một cái công thức cổ Benny đánh. Benny có con gì, AB, những phân khúc cổ đánh bữa tăng anh chị cái điểm mua này đúng không, ôm thôi, dòng tiền tăng dần rồi nè, những cổ phiếu này có thể trở thành những cổ phiếu điên, ôm chặt cho em. SHB siết nền vốn cạn kiệt nè, siết nền có thể nổ bất cứ lúc nào, và gần như là gì, nếu mà thị trường này nó có banh nổ thì nó sẽ vào sóng, thị trường mà banh nó nổ vào sóng. Tiếp theo nè, rất nhiều cái cổ phiếu banh nhỏ đúng không, hôm nay có OCB nổ nè, Penny đánh, hiện tại là thời điểm của phân khúc Penny, mọi người hiểu chưa, OCB Penny banh nó còn đánh nè, BBB đánh nè, thấy không, tích lũy đánh nè. Nhưng mà những con này hơi bất cung, MSB này, MSB đánh thì khả năng rất cao ngày mai SHB nó đánh đúng không đấy, và khi mà Benny Ban nó đánh như vậy thì gần như nó đang kích hoạt cho một cái chu kỳ khởi tạo một cái con sóng mới. Cái sóng này nó thật là gì, nó đặc biệt hơn so với những cái con sóng trước. Em lấy ví dụ cho anh chị này, VN Đất hồi xưa nha, hồi xưa là khi thị trường chung mà rơi về đây này, Benny nó không đánh như vậy đâu, khi thị trường nó rơi như vậy Benny nó không đánh như vậy đâu đúng không, khi thị trường rơi như vậy này Benny nó không đánh như vậy đâu đấy. Nhưng mà Benny nó đánh mạnh nhất khi nào anh chị, khi những cái giai đoạn này đấy, mọi người không tin mọi người dở lại vì cái video này này nó không có đủ thời lượng để em phân tích kỹ về cái giai đoạn Benny từng cái thời cho anh chị. Đây này, những cái giai đoạn Benny đánh rất là đột biến này, thì thời điểm hiện tại Benny lại đánh rất đột biến, thì mọi người có hình dung được cái chu kỳ gì ở đây không, đó là cái chu kỳ chân sóng thời đại, lưu ý một cái chu kỳ rất là tuyệt vời đấy. Mọi người có thấy hay không cả nhà, nếu mà video hay thì mọi người like cho em một cái và comment hay để tạo động lực cho em làm những cái video tuyệt vời hơn nữa đấy, để mọi người hình dung tốt hơn về cái cấu trúc sóng thời điểm hiện tại đấy, và khi mà đi tới đâu em sẽ tặng tiếp nhà đầu tư những cái cổ phiếu tuyệt vời tới đó đúng không. Rồi tới thời điểm hiện tại thì em xin nhắc lại này, thị trường của chúng ta rất dễ vào sóng, thị trường của chúng ta rất dễ vào sóng, và cái phân khúc thời điểm hiện tại mà thị trường chọn đó chính là phân khúc vừa và nhỏ, và khi những cái cổ phiếu vừa và nhỏ nó tăng tốc, nó chạy cho hết biên đi, ví dụ như là trong khoảng tháng tới đi, nó chạy hết biên thì khả năng rất cao thị trường này nó sẽ vào được sóng chính, và khi nó vào sóng chính thì thường nó sẽ xuất phát từ những cái vùng này trở lên này, 1120 trở lên này thì gọi là sóng chính của thị trường, và khi thị trường nó xuất phát từ những cái vùng sóng chính này thì anh chị lưu ý đó chính là cái thời điểm cơ cấu danh mục tốt nhất, tốt nhất, và lựa chọn cái phân khúc gì làm chủ thị trường tốt nhất, nên anh chị đừng bỏ lỡ qua những cái video đó, và anh chị hãy theo dõi thật là kỹ các video sắp tới của em, khi mà em ngày nào cũng nghiên cứu để cho anh chị nhận diện những phân khúc tuyệt vời nhất. Rồi mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, like video và comment giúp em một nhé. Rồi em xin chào tạm biệt, chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả, và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với em hoặc là bạn trợ lý ở dưới cái phần mô tả. Anh chị nào có câu hỏi đặt ra cần hỏi thì comment phía dưới, em sẽ tí nữa về em sẽ trả lời. Rồi em xin chào tạm biệt.